Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc lens hoàn toàn mới của Sigma. Đây là một chiếc ống kính 85mm f1.4DG. Đặc biệt nó là ngàm dành cho email, là dùng cho các bạn dùng Sony A7, A7 A72, A7R. Các mẫu đấy thì là sẽ dùng kiểu kính này. Thì hiện tại thì sản phẩm này nó có hai nhà phân phối. Thứ nhất là có hai nguồn, đó tức là một là hàng chính hãng của Siro và hai là khách hàng. Thì đây là một chiếc lens Samyang của hàng sinh tay, lens của nó có trước, còn hàng của hãng thì sẽ có sau đây mấy ngày. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra để khám phá bên trong của chiếc lens này. Ok, bây giờ mình sẽ unbox chiếc lens Sigma 85mm f1.4 này. Thì kèm thì nó có sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là dây đeo của túi này. Hộp rất là có, hộp có kích thước rất to. Có kích thước rất là to. Đây là một chiếc hộp của nó, kích thước lớn. Đây là một chiếc lens Sigma 85mm f1.4 cho Sony. Ok, đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Đây là bên ngoài thiết kế rất là đẹp, chắc chắn. Filter thì rất là size, filter size 86mm. Các bạn có thể sử dụng filter của hãng BBK của Đức là tốt nhất đối với cả chiếc lens như thế này. Đấy, hiện tại sản phẩm đang được bán tại camera shop techsport.vn ở 5C Quảng Đức các bạn nhé.